Xin chào tất cả mọi người, tôi là Phương, manager mở rộng thị trường của MrJeff tại Việt Nam. Hôm nay chúng tôi sẽ giải thích cho các bạn tất cả những điều cần biết về MrJeff. MrJeff là gì? MrJeff là một công ty công nghệ với phần mềm ứng dụng mang tính quốc tế đang phát triển rất nhanh chóng với hơn 1.200 cửa hàng tại 20 quốc gia. Chúng tôi cam kết đổi mới trong tất cả các quy trình, không ngừng cải tiến và hoàn thiện mô hình kinh doanh. Vậy thì tại sao chúng ta nên đầu tư với MrJeff? Khi trở thành đối tác đầu tư với MrJeff, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn một mô hình kinh doanh dễ tiếp cận, có khả năng sinh lời tốt, một mô hình kinh doanh mà nó có khả năng đạt đến điểm hòa vốn nhanh chóng và thời gian thu hồi vốn ngắn. Chúng tôi sẽ làm điều đó như thế nào? Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nền tảng công nghệ riêng của công ty, chúng tôi hỗ trợ các đối tác trong quá trình vận hành như quản lý đơn hàng, số lượng khách hàng cũng như các số liệu kinh doanh, giúp đối tác quản lý tốt hơn cửa tiệm MrJeff của mình. Đồng thời, chúng tôi hỗ trợ đối tác trong các hoạt động marketing, quảng cáo và dịch vụ hậu mãi. Tại mỗi thành phố, chúng tôi phân chia thành nhiều khu vực độc quyền khác nhau, tùy theo nhu cầu của thị trường. Mục tiêu của chúng tôi là giải phóng khách hàng khỏi công việc giặt giũ hàng ngày bằng việc sử dụng ứng dụng MrJeff với dịch vụ nhận và trả đồ tại nhà. Có gì khác biệt với những cửa hàng giặt ủi truyền thống? Các bạn có thể sử dụng dịch vụ giặt ủi thông qua app điện thoại hoặc từ website mà không cần phải trực tiếp đến cửa hàng. Vậy các bước để sở hữu một franchise là như thế nào ạ? Thì chúng ta có hai sự lựa chọn. Một là các bạn có thể thanh toán trước một phần và sau đó sẽ có 15 ngày để hoàn tất 100% khoản thanh toán. Hai là một lựa chọn khác là chúng ta có thể thanh toán toàn bộ một lần để quá trình mở franchise được nhanh chóng và dễ dàng hơn. Xin cảm ơn và chúng tôi sẽ gặp lại bạn vào buổi training của MrJeff Business School.